lực lượng Nga ở Ukraine có thể đã dùng UAV tự sát được điều khiển qua cáp quang thay vì kết nối không dây, khiến chúng bất khả xâm phạm trước thiết bị gây nhiễu của Ukraine. Warzone đưa tin, Serhiy Fresh, một quân nhân Ukraine có chuyên môn về công nghệ vô tuyến, vào ngày 7 tháng 3 là người đầu tiên đăng ảnh trên Telegram về loại máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, được dẫn đường bằng dây của Nga. Hiện không rõ chiếc FPV được thu giữ tại thời gian và địa điểm nào. Fresh nói đã chuyển thiết bị cho Bots of Magsar, đơn vị tác chiến UAV tương đối nổi tiếng của Ukraine, để phân tích thêm. Trong ảnh do Fresh chia sẻ, phần nhãn dán trên thân ống sợi quang cho thấy tổng độ dài dây là hơn 10,8 km. Một đầu dây được liên kết với bộ phận điều khiển chiếc UAV. Ngoài việc được nối cáp quang, chiếc UAV trong tay Fresh có kết cấu tương tự các loại FPV mà cả Nga và Ukraine sử dụng. Nó là loại UAV bốn cánh thương mại được trang bị đầu đạn của súng phóng lựu RPG-7. UAV là vũ khí được sử dụng rộng rãi tại chiến trường Ukraine. Do UAV được điều khiển từ xa bằng kết nối không dây, cả Ukraine và Nga đều tung lực lượng tác chiến điện tử để làm nhiễu và ngăn chặn tín hiệu kết nối giữa UAV và người điều khiển. Nhưng với việc UAV dùng cáp quang làm phương thức truyền tải dữ liệu, tín hiệu sẽ không thể bị tác chiến điện tử ngăn chặn. Dùng cáp quang điều khiển khí tài từ xa không phải khái niệm mới. Tên lửa chống tăng dẫn đường bằng dây đã được sử dụng trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ nay và nhiều tổ hợp hiện đại, chẳng hạn như một số loại tên lửa spy của Israel cũng sử dụng cáp quang. Trong bài đăng trên Telegram, Fresh lưu ý rằng cáp quang có thể cho phép người điều khiển nhận được lượng dữ liệu lớn hơn và nhanh hơn từ UAV, bao gồm dữ liệu video chất lượng cao hơn. Một ưu điểm khác của cơ chế điều khiển qua cáp quang là việc thiết bị không phát xạ năng lượng, giúp người dùng ở khoảng cách xa không bị phát hiện. Ngoài ra, vì UAV không cần cấu kiện vô tuyến, quá trình sản xuất có thể được cải thiện trong trường hợp nguồn cung cấp khan hiếm. Dù vậy, điều khiển UAV qua dây cũng có thể tạo ra nhược điểm. Hiệu quả của FPV phần lớn nhờ vào độ cơ động cao, nhưng đường dây cáp quang có thể vướng vào chướng ngại vật, bị quấn vào cánh quạt của chính máy bay không người lái và hạn chế khả năng nhanh chóng đổi hướng hoặc hoạt động trong không gian hẹp. Điều này càng được nhấn mạnh bởi thực tế là các loại tên lửa chống tăng dẫn đường bằng dây thường được dùng trong điều kiện người bắn có tầm nhìn rõ ràng tới mục tiêu. Máy bay không người lái FPV dẫn đường bằng dây có thể sẽ hiệu quả nhất trong các khu vực có địa hình rộng mở như khu vực tiền tuyến đã ổn định. Khi đó, người điều khiển có thể đã xác định trước vị trí chứng ngại vật để tránh bị vướng dây. FPV dẫn đường bằng dây cũng sẽ phát huy hiệu quả khi được dùng trong các cuộc tấn công gần như là trực diện hoặc khi được dùng làm đạn tuần kích ở khoảng cách ngắn.